cô gái cả gan vào tạp hóa trộm tiền. Hai đạo trích trộm hàng hóa người dân bán gần đường. Bị trộm vào quán lấy mất bình ga. Thấy tạp hóa vắng khách, chủ tiệm lại bận việc, bên trong không có người coi phía trước nên cô gái trên đã lẻn vào trộm. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại vào tối 15 tháng 12 năm 2021 tại khu vực Tam Phước, Đồng Nai. Cô gái mặc áo hồng, quần ngắn, bịt khẩu trang đi tới trước tạp hóa bán đồ nhưng không mua, lại nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi quan sát, cô ta đã cúi khung người lẻn vào trong mở tủ trộm tiền, sau đó bỏ đi mất. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại trưa 17 tháng 12 năm 2021 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này xuất hiện hai đối tượng nam chạy xe tay ga Airblade màu đỏ đen, dừng lại trước cửa hàng chăn ga gối đệm. Tên ngồi sau nhảy xuống trộm cục hàng, sau đó phóng lên xe cả hai chở chạy mất. Ngỡ ngàng khi một quán bị kẻ gian lấy trộm mất bình ga để bên trong. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị trộm bình ga giữa ban ngày, mọi người nên lưu ý vấn đề này. Theo trích xuất camera, trưa 15 tháng 12 năm 2021 tại Nhân Trạch, Đồng Nai, thì phát hiện lúc này một người đàn ông chạy xe Dream mặc áo màu cam đi vô một quán thăm dò. Khi không thấy người nên hắn đã quay xe sẵn rồi vô bưng trộm bình ga bỏ lên xe chở đi. Qua vụ việc xảy ra sau đây, khuyến cáo bà con tiểu thương buôn bán các chợ nâng cao cảnh giác, đặc biệt những ngày cuối năm chính là thời gian đạo trích hoạt động mạnh. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức camera cảnh giác mới nhất nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.